Xin chào tất cả các anh chị yêu hoa hồng trên cả nước. Hôm nay trên kênh Cây Giống Hoa Hồng, em Nhung lại chia sẻ cho các anh chị yêu hoa hồng được biết một giống hoa hồng mới xuất hiện tại vườn hoa hồng Nhung của em. Đây là một giống hoa hồng em mới nhập về và đang nhân giống để cho ra những cây giống nguyên bản. Do nhiều đặc tính nổi trội của cây như phát triển tốt, hoa sai, lập hoa nhanh và hoa có mùi thơm. Các anh chị theo dõi tổng quát cây hoa nhé. Đây là hoa hồng Italy. Một giống hồng rất mới. Có màu sắc hồng cam cá hồi. Hương thơm nhẹ dễ chịu. Sai hoa. Hoa bền một tuần. Nếu trong thời tiết mùa đông lạnh thì hoa sẽ bền hơn. Các bạn nhìn tổng thể cây hoa hồng này. Rất sai hoa và thu hút. Đặc biệt là cái lụ của hoa nhé. Nhìn rất chi là căng đầy luôn. Lúc nào cũng như là quả dâu chín mọng ấy. Em Nhung bắt đầu nhân giống giống này nhé. Vì cây có rất nhiều ưu điểm nên là nhà vườn sẽ chọn những cái giống khỏe, đẹp, phát triển tốt để nhân giống ra phục vụ các anh chị yêu hoa trên cả nước. Vườn em thì có ship code toàn quốc nhé. Bằng đường chuyển phát nhanh của bưu điện. Nên anh chị nào muốn mua cành chiết ý, thì là một vài tháng nữa em sẽ cho ra xuất hiện cái giống này cho các anh chị sưu tầm ạ. Zalo của em và số điện thoại của em vẫn là 0915882513 nhé. Và kênh Cây Giống Hoa Hồng và link Facebook Cây Giống Hoa Hồng dùng ảnh đại diện của em nhé, chứ không phải là một ai khác ạ. Nên mọi người cũng chú ý. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nhé.